Xin chào các bạn, thì hôm nay Toyota Tân Cảng là giới thiệu một cái dòng xe Fortuner máy xăng số tự động một cầu các bạn ha. Thì xe này là xe nhập nha các bạn, nên về việc thuế trước bạ có giảm xuống 5% thì cũng không ảnh hưởng gì tới cái xe nhập từ Indo của cái dòng Fortuner máy xăng số tự động một cầu này hết nha các bạn. Thì với cái xe tháng 5 đăng ký vào tháng 5 năm 2019, Fortuner máy xăng số tự động một cầu màu nâu, thì tại Toyota Tân Cảng bên Khoa đang định giá với mức giá bán là 1 tỷ 065 triệu. Thì nếu các bạn mua cái xe này thì các bạn sẽ tiết kiệm được tầm khoảng gần 200 triệu so với cái xe mới khi ra tên nha các bạn. Thì với chiếc xe chỉ đi có 11.000 cây số thôi, nên đâm ra là về tình trạng xe còn hầu như là còn rất là hoàn hảo. Nước sơn zin là 100% luôn, khoa cam đoan là nước sơn zin 100% luôn nha các bạn ha. Thì xe thì còn rất là đẹp luôn, option nội thất cũng đầy đủ rồi. Các bạn nếu mà mua thì chỉ cần bỏ 1 tỷ 065 triệu ra và tiền đăng ký và bảo hiểm nữa là tầm khoảng 30-35 triệu là các bạn đã sở hữu được một cái Fortuner máy xăng số tự động một cầu đời 2019 này rồi. Rồi sau đây Khoa sẽ đi vào chi tiết của cái xe này, xin mời các bạn theo dõi nhé. Ở đây các bạn ha, logo Toyota của dòng Fortuner máy xăng. Thì đây là một cái màu gọi là màu, có nhiều người gọi là màu đồng ánh kim, cũng có nhiều người màu nâu nha các bạn, tại mình để trong mát nên đâm ra cái màu nó cũng không thật sự là nổi bật lên cho bạn thấy. Thì cái màu này là cái màu mới của 2019. Thì phía bên ngoài ngoại thất các bạn cũng thấy đây là xe là mặt nạ ga lăng, mặt nạ nè được mạ rơm còn rất là sáng bóng. Đây, Khoa chiếu gần cho. Đó, các cái mối ghép khít nhau còn rất là liền lạc, rất là đều, chứng tỏ là xe mình chưa có hề tháo qua sơn dặm một cái món gì luôn nha các bạn. Nước sơn zin hoàn hảo luôn. Đó. Thì Fortuner máy xăng số tự động một cầu này thì cụm đèn trước là xài cụm đèn Rosetter các bạn ha. Thì xe mới đi được chỉ có 11.000 km thôi, nên đâm ra là vỏ xe cũng như hầu như là mới luôn bạn, gai còn rất là dày. Đó, mâm xe không một vết chày luôn. Ngoại thất một cái màu nâu các bạn ha. Thì các bạn cũng thấy là cái đường gập gân nổi ở trên xe thì còn rất là nguyên vẹn luôn. Đây đi vào chi tiết luôn, đây là những đường gập gân nổi của xe đây các bạn ha. Đó, còn rất là đều, rất là thẳng luôn, chứng tỏ là xe mình chưa có làm đồng sơn lần nào hết. Xe được trang bị camera gear theo xe luôn rồi nè các bạn. À, thấy không? Phần khoa xe này Khoa chỉ chủ yếu chiếu hình ảnh cho bạn thêm thôi. Vì sao thì nó còn nguyên vẹn luôn mà, từ sơn zin cho tới tất cả các cái luôn. Này. Phía khoang, phía sau, bon cốp phía sau, ốc cốp sau, sùng chỉ còn nguyên luôn nha các bạn ha, chưa có một vết tháo luôn. Xe bọc ghế da màu nâu nè, đây sùng, và đó là xe trong tình trạng là còn rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì với Fortuner này thì được thiết kế là cụm đèn led phía sau đi ban đêm. Nếu mà các bạn nào đã từng đi ban đêm mà ngồi phía trước xe nhìn những cánh đèn phía sau thì thấy được cái Fortuner này cụm đèn sau cái đèn nó rất là đẹp, nó đèn led, nó làm dễ đèn led nó tôn lên cái vẻ đẹp của cái dòng xe này. Bệ bước chân qua không, xe đi 11.000 nên hầu như là những cái bệ bước này là chưa có một cái chày luôn, như cái xe mới hoàn hảo luôn. Bộ ghế da zin theo xe luôn. Rồi mình đi tới phần phía trước tài xế các bạn ha. Ở đây là xe là xài chìa khóa Smart Key,
nên đâm ra là mình nếu bỏ chìa khóa trong túi thì mình chỉ cần bấm nút này để mở cửa và đóng cửa thôi. Đó. Ghế lái chỉnh điện nè. Đó. Vô lăng nè, thấy không? Một vàng rất là đẹp. Km là đúng 11.000 cây số luôn nha các bạn ha. Thì xe này có cả rui cùng tròn luôn. Đó, bạn thấy không? Cộng trừ luôn. Phần tắp bi nè. Còn rất là đẹp luôn, như một cái xe mới nha bạn, không khác gì một cái xe mới cả. Khoa mới vừa nổ máy cái xe luôn. Phần ghế da đây. Thì những cái dòng Fortuner này thì bây giờ nó có thêm chế độ là Power và Eco. Thì cái Power Mode này là giúp cho đợi xe nó mạnh mẽ hơn. Bạn nào muốn tăng tốc mạnh mẽ thì xài chế độ này ha. Còn muốn tiết kiệm xăng thì mình xài Eco này. Còn đây là hệ thống cân bằng điện tử nha các bạn. Hộp số tự động 6 cấp. Có bán tự động là cộng trừ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 luôn ha. Đó, điều hòa nhiệt độ tự động nè. Đầu DVD theo xe nè. Vô lăng nè. Máy nổ rất êm, khoa đang nổ máy nha các bạn. Thì Khoa xin nhắc lại là đối với dòng Fortuner máy xăng số tự động 1 cầu đời 2019 này thì bên Khoa đang có mức giá bán là 1.065.000.000. Thì với mức giá trên thì Toyota Tân Cảng còn hỗ trợ các bạn trả góp qua ngân hàng. Và những bạn nào mà đang đi những cái dòng xe nhỏ muốn đổi qua xe lớn thì bên Khoa có hỗ trợ thu xe nhỏ với cái giá rất là hợp lý cho các bạn luôn nha. Và quên một điều rằng nữa là xe này mang biển số thành phố nha các bạn. Đây biển số cũng rất là đẹp, 13459 luôn, số tiếng luôn nha các bạn ha. Thì các bạn mua xe tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn đỡ được 20 triệu phí đăng ký. Đây là một khoản tiền cũng khá là lớn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của Khoa. Nếu các bạn quan tâm xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh của Khoa để theo dõi nhiều xe hơn nữa nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn.